Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu rõ hơn về hai loại bệnh lý của mắt, đó là đục thủy tinh thể và bệnh tăng nhãn áp, do bác sĩ Lê Tú Oanh và bác sĩ Vũ Quốc Lương tư vấn. Trước tiên, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về bệnh lý đục thủy tinh thể. Theo thống kê của Bệnh viện Mắt Trung ương, 74% số người mù là do đục thủy tinh thể. 70% người bị đục thủy tinh thể có độ tuổi từ 50 trở lên. Mỗi năm, Việt Nam có thêm 150.000 người mắc bệnh. Lớn tuổi từ 40 trở lên, dùng corticoid kéo dài, bị chấn thương ở mắt, tiếp xúc lâu dài với tia bức xạ, chế độ ăn không cân bằng làm thiếu hụt dưỡng chất, hút thuốc lá hoặc ở nơi có nhiều khói thuốc, mắc bệnh tiểu đường, huyết áp cao, mỡ máu cao. Mắc các bệnh khác về mắt như viêm màng bồ đào, lão thị, cận thị, glaucom, đột biến gen di truyền. Bệnh đục thủy tinh thể có khả năng chữa khỏi nếu phát hiện sớm và ngược lại rất dễ gây mù lòa vĩnh viễn nếu chủ quan. Và trước hết xin được cảm ơn bác sĩ Lê Tú Oanh đã dành thời gian tham gia chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Bác sĩ có thể cho khán giả của Đài Phát thanh Truyền hình biết bệnh đục thủy tinh thể là gì và nguyên nhân gây ra bệnh lý này ạ? Vâng, chào chị Thu Hiền ạ. Chào khán giả Đài Truyền hình Vĩnh Phúc. Đục thủy tinh thể chính là bệnh thấu kính trong suốt giúp cho ánh sáng mặt trời đi vào võng mạc và giúp cho chúng ta nhìn thấy sự vật sẽ rõ hơn, hình ảnh rõ hơn. Khi mà cái thấu kính đấy bị mờ nhạt thì chúng ta sẽ thấy là hiện tượng đục tinh thể sẽ gây thị lực nhìn mờ dần. Còn nguyên nhân về đục thủy tinh thể thì là có chủ yếu là do bệnh tuổi già, tuổi tác gây lão hóa thì sẽ gây đục thủy tinh thể chiếm phần đa số, sẽ là nguyên nhân gây mù lòa cao. Và còn những bệnh lý gây đục thủy tinh thể nữa như là bệnh tiểu đường cũng sẽ gây thủy tinh thể đục sớm. Và những bệnh nhân chấn thương đục dập mắt thì gây thủy tinh thể bị đục. Và những bệnh lý như là dùng thuốc corticoid cũng sẽ gây cho bệnh đục thủy tinh thể. Và những cái bệnh nhân bị bẩm sinh như là đã đục từ bé gây đục thủy tinh thể sớm. Vậy bệnh đục thủy tinh thể có những triệu chứng nào thưa bác sĩ? Đục thủy tinh thể có những cái triệu chứng như là sẽ nhìn mờ dần, mờ từ từ là do gây cho hình ảnh nó bị nhòe dần đi. Và có thể như là nhìn một hình thành hai hình. Và có những bệnh nhân sẽ có thể nhìn thấy như ruồi bay hoặc là hình ảnh không được rõ nét. Vậy thì làm thế nào để có thể điều trị được bệnh đục thủy tinh thể thưa bác sĩ? Hiện nay thì đục thủy tinh thể, để điều trị cái bệnh đục thủy tinh thể thì có một cái phương pháp đa số là chỉ phẫu thuật thay thủy tinh thể bằng phương pháp phaco. Phương pháp này thì là sẽ không đau nhức và nhanh gọn. Phương pháp phaco này để tán nhuyễn thủy tinh thể nhỏ ra để mình lấy cái nhân thủy tinh thể ra rồi cho thủy tinh thể nhân tạo vào. Phương pháp này là nhẹ nhàng nhất, không chảy máu, không đau. Bệnh nhân có thể về ngay trong ngày. Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ và tư vấn của bác sĩ Lê Tú Oanh về bệnh đục thủy tinh thể dành cho khán giả của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc. Thưa quý vị và các bạn, nếu có bất cứ vấn đề gì về bệnh lý đục thủy tinh thể, quý vị và các bạn hãy liên lạc qua hotline 0838 788 088 để được các bác sĩ làm việc tại Bệnh viện Mắt Hà Nội Vĩnh Phúc tư vấn miễn phí. Sau đây, xin mời quý vị và các bạn theo dõi một số thông tin cần thiết và các loại thể thủy tinh phổ biến trong phẫu thuật phaco. Nhìn sự vật bị mở xương, thấy màu sắc nhạt nhòa, khó phân biệt. Chói mắt, loa mắt khi nhìn ánh sáng. Nhìn thấy chấm đen ruồi bay trước mắt. Thấy hào quang xung quanh bóng đèn. Khó nhìn vào ban đêm. Khó đọc chữ trên sách báo. Cần nhiều ánh sáng hơn để nhìn. Nhìn một, nhòe thành hai, ba hình. Mắt tăng độ kính nhanh. Tạo tâm lý chán nản, tăng nguy cơ stress, lo âu, trầm cảm. Tăng nguy cơ mắc thêm các bệnh về mắt khác. Khiến người bệnh dễ bị thương tích do va đập, vấp ngã. Làm giảm khả năng làm việc, lái xe, dễ gây tai nạn, làm giảm thị lực dẫn đến mù lòa. Thủy tinh thể Hoya PI60R thiết kế tiện lợi khi đặt vào mắt bệnh nhân. Thủy tinh thể E-Flex
là một thấu kính nhân tạo làm bằng vật liệu tương hợp sinh học cao cấp, dùng trong phẫu thuật cấy ghép thay thế thủy tinh thể của người. Kính là một khối liền được mai nhẵn và gia công bề mặt. Thủy tinh thể EQSN6WWF chống các tia sáng xanh có hại cho võng mạc, giảm quang sai. Thủy tinh thể Infor và Lucidis. Thủy tinh thể nhân tạo Infor và Lucidis đều được làm từ chất liệu acrylic ưa nước, chứa 26% là nước, có cấu trúc càng cong khép kín giúp IOL ổn định và định tâm tốt trong bao thủy tinh thể. Điểm đặc biệt và đột phá nhất ở loại IOL cao cấp này là được thiết kế theo công nghệ EDOF, tăng độ sâu trường ảnh. Nhờ thiết kế quang học đặc biệt tạo ra trường nhìn liên tục, xa, trung gian, gần, kể cả trong điều kiện đồng tử co nhỏ. Infor và Lucidis là loại thủy tinh thể nhân tạo duy nhất có khả năng điều tiết gần giống nhất với thủy tinh thể tự nhiên. Thể thủy tinh nhân tạo Toric cho phép điều chỉnh các loạn thị giác mạc đi kèm với bệnh đục thể thủy tinh. Trong những trường hợp này, nếu chỉ đặt thể thủy tinh nhân tạo thông thường, sau mổ mắt vẫn bị nhìn mờ hoặc nhìn hình bị méo vì những loại thể thủy tinh này không thể chỉnh loạn thị trên giác mạc. Do vậy, sau mổ, bệnh nhân vẫn phải đeo thêm kính điều chỉnh loạn thị hoặc phải thực hiện thêm phẫu thuật khác. Khi sử dụng nhân Acrysoft Toric, có thể giảm hoặc khử hoàn toàn loạn thị giác mạc và cải thiện đáng kể thị lực nhìn xa. Tuy nhiên, khi nhìn gần, bệnh nhân vẫn cần phải đeo kính hỗ trợ nhìn gần, kính lão. Để biết mình phù hợp với loại thủy tinh thể nhân tạo nào, bệnh nhân cần đến các bệnh viện mắt chuyên khoa để bác sĩ khám và tư vấn. Hotline 0838 788 088. Thưa quý vị và các bạn, quay trở lại chương trình thì hôm nay để hiểu rõ hơn về bệnh lý tăng nhãn áp, chúng tôi có mời đến trường quay bác sĩ Vũ Quốc Lương, Bệnh viện mắt Hà Nội Vĩnh Phúc để giải đáp những băn khoăn của người bệnh về bệnh lý này. Và trước khi đến với cuộc trao đổi, xin mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự ngắn sau đây. Tăng nhãn áp glaucoma hay còn gọi là bệnh thiên đầu thống là thuật ngữ dùng để chỉ một nhóm bệnh lý của đầu dây thần kinh thị giác, tiến triển mạn tính, biểu hiện đặc trưng bởi tổn hại thị trường, lõm teo đĩa thị và liên quan đến tình trạng nhãn áp cao. Glaucoma có nhiều cách phân loại, hiện ở Việt Nam thường phân loại thành glaucoma nguyên phát, được quan tâm nhiều nhất, bao gồm glaucoma góc đóng nguyên phát hay gặp ở Việt Nam, glaucoma góc mở nguyên phát, glaucoma thứ phát xuất hiện sau những rối loạn tại mắt và toàn thân như glaucoma do chấn thương, do viêm màng bồ đào, do bệnh lý của thể thủy tinh. Glaucoma nguy hiểm ở chỗ nếu không được phát hiện và xử lý kịp thời sẽ không có thuốc điều trị hoặc can thiệp phẫu thuật nào phục hồi lại được những tổn thương mà glaucoma đã gây ra. Đầu tiên thì tôi thấy nó cứ rứt mắt, rứt mỏi mắt, không chịu được, không xem được tivi, cũng chẳng nhìn được chữ. Sau khi tôi nghe ở ngoài này khám tốt, tôi ra khám thì bác sĩ phát hiện ra là bị thiên đầu thống. Thế là bác cũng thủ thuật luôn cho tôi. Thì từ ngày ấy về là dùng thuốc thì cũng tôi thấy là ổn định rồi, ổn định dần dần. Thế hôm nay tôi ra khám thì bác sĩ cũng cho đợt thuốc nữa. Thì hôm nay mới là lần thứ hai. Bệnh thiên đầu thống hay danh từ chuyên môn nó gọi là bệnh glaucoma ấy, thì hiện nay thì càng ngày càng được phát hiện nhiều hơn. Cái thứ nhất là do cái người dân người ta càng ngày cái tuổi thọ nó càng cao lên, những cái người lớn tuổi dễ bị cái mắc cái bệnh thiên đầu thống là một hơn là những người trẻ tuổi. Cái thứ hai nữa là với các phương tiện và trang thiết bị mà chẩn đoán càng ngày càng tốt hơn đi, người ta cố gắng là phát hiện sớm để mà điều trị sớm để tránh cho bệnh nhân bị ảnh hưởng tới chức năng thị giác của họ. Và thực sự thì bệnh thiên đầu thống hiện tại đang là cái bệnh gây ra mù lòa hàng thứ hai đối với người dân ở Việt Nam. Và trước hết xin được cảm ơn bác sĩ đã tham gia chương trình ngày hôm nay của chúng tôi ạ. Xin chào chị Thu Hiền, xin chào khán giả của Đài phát thanh truyền hình tỉnh Vĩnh Phúc. Vâng, thưa bác sĩ, theo như tôi được biết thì bệnh tăng nhãn áp là căn bệnh cần phải điều trị suốt đời. Kèm theo đó là những bất tiện làm ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày, mang đến nhiều lo lắng cho bệnh nhân. Về vấn đề này thì có rất nhiều câu hỏi của người dân quan tâm đến bệnh lý tăng nhãn áp và nhờ bác sĩ tư vấn để bảo vệ đôi mắt của mình một cách tốt nhất. Và câu hỏi đầu tiên là của chị Nguyễn Thị Hòa ở phường Đồng Tâm, thành phố Vĩnh Yên. Chị Hòa có hỏi là tôi được chẩn đoán mắc bệnh tăng nhãn áp khi tôi mới mang thai được 2 tháng. Dùng thuốc có ảnh hưởng gì đến thai nhi không? Và tôi có thể sinh thường được không? Con tôi có bị di truyền không, thưa bác sĩ? Về câu hỏi của chị Hòa thì tôi xin được trả lời thế này này. Ở cái lứa tuổi mà
giả định rằng là chị ở lứa tuổi mang thai, tức là còn tương đối trẻ. Thế thì nó có thể có hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là nó là thay đổi nhãn áp do cái quá trình thay đổi nội tiết trong khi mang thai. Những cái đấy thì là thường là những cái phản ứng mà nó tạm thời và nó sẽ sớm mất đi sau khi mà chị đã sinh cháu. Trong trường hợp thứ hai ấy là cũng là do cái chuyện thay đổi nội tiết và nó dẫn đến cái cơn tăng nhãn áp, nó gọi là glaucoma góc đóng. Thế thì trường hợp này thì cũng sẽ là được khám và điều trị theo đúng phác đồ để mà có được cái kết quả tốt. Thế những cái câu hỏi mà chị liên quan chẳng hạn như là có cái thuốc mà điều trị bệnh tăng nhãn áp này thì có ảnh hưởng đến thai không, thì xin thưa rằng là đa số những cái thuốc mà điều trị glaucoma thì đều là thuốc tra. Thuốc tra thì nó chỉ ở trên mắt và nó được thải ra ngoài chứ nó không đi vào trong máu, cho nên là cái khả năng mà ảnh hưởng đến thai nhi thì là rất là thấp. Cái nữa là việc sinh đẻ thì nó không bị ảnh hưởng bởi cái thuốc điều trị glaucoma này, chỉ có thể sinh đẻ một cách bình thường. Thế còn về cái chuyện di truyền của bệnh thì cái đấy thì cũng hơi sớm để mà kết luận rằng là cái bệnh này nó có thể di truyền. Bệnh glaucoma ấy thì kể cả khi di truyền thì cái bệnh glaucoma góc mở nó cũng thường khởi phát ở cái tuổi tầm độ khoảng 6-70 tuổi chẳng hạn. Thế thì cháu bé thì chắc chắn là cũng không phải lo gì cho đến khi mà 6-70 tuổi. Thế còn trong trường hợp mà glaucoma góc đóng nguyên phát ấy, thì cái tuổi xuất hiện ấy thường là tầm từ ngoài 40 tuổi trở đi. Thế nhưng mà trong trường hợp đấy là do cái cấu trúc của mắt nó có những cái điều kiện mà dễ dẫn đến cái bệnh glaucoma góc đóng nguyên phát. Thì những cái đấy thì cũng không phải là trong thời gian sớm thì sẽ có, và cái đấy nó cũng không phải là toàn bộ là di truyền mà nó liên quan nhiều đến cái cấu trúc giải phẫu của mắt thì đúng hơn. Vâng, xin cảm ơn bác sĩ về câu trả lời này. Vâng, thưa chị Hòa, như vậy là chị có thể hoàn toàn yên tâm điều trị bệnh tăng nhãn áp của mình và có thể sinh em bé một cách thuận lợi. Vâng, thưa bác sĩ, tiếp theo đó là câu hỏi của bà Nguyễn Thị Trù ở xã Đồng Tĩnh, huyện Tam Dương. Bà có hỏi như sau ạ. Tôi được chẩn đoán mắc bệnh tăng nhãn áp góc mở nguyên phát, được kê đơn thuốc nhỏ mắt và hạ nhãn áp xuống dưới 20mm thủy ngân. Bây giờ thỉnh thoảng nhìn đèn vẫn thấy quầng sáng, sương mù. Bệnh của tôi có phát triển thêm về lâu dài không? Và có cách nào để ngăn chặn bệnh tiến triển ạ? Thưa bác chủ, thì cái bệnh glaucoma góc mở nguyên phát ấy, thì nó là một cái bệnh mà nó kéo dài dai dẳng. Vấn đề là khi mà mình đã cho thuốc và mình đo kiểm tra thì thấy nhãn áp dưới 20mm thủy ngân. Nhưng mà cái nhãn áp nó không phải là một yếu tố cố định, nó có thể thay đổi trong ngày. Cũng có thể rằng là khi mà bác dùng thuốc, mặc dù bác dùng thuốc như vậy và đến bệnh viện khám thì nhãn áp nó xuống dưới 20mm thủy ngân. Thế nhưng mà những cái lúc mà bác có nhìn đèn quầng xanh đỏ hay là những cái lúc mà có nhức mắt ấy, thì thường những cái lúc đấy là nhãn áp nó vẫn lên cao. Những cái lúc ấy thì nên kiểm tra lại và xác định rằng là như vậy là cái thuốc ấy nó chưa đủ để kiểm soát nhãn áp dưới 20mm thủy ngân 24/24 giờ. Và có những cái lúc nó dao động như vậy thì những cái đấy thì nó cũng sẽ ảnh hưởng tới cái dây thần kinh của mắt, và cái đấy cũng cần phải được điều trị bằng cách là tăng liều thuốc hoặc là phối hợp các loại thuốc khác nhau để cho đảm bảo rằng là lúc nào nhãn áp cũng ở cái mức ở dưới 20mm thủy ngân. Thế về bệnh glaucoma góc mở nguyên phát thì thật ra là nó sẽ phải điều trị rất là lâu dài, lúc nào cũng dùng thuốc, nó giống như là điều trị bệnh tăng huyết áp, tức là chúng ta dùng thuốc và để kiểm soát nhãn áp để tránh cho cái mắt nó bị tổn thương nặng hơn nữa. Và như vậy thì chúng ta nên được theo dõi, được kiểm tra thường xuyên bởi các bác sĩ mà có kinh nghiệm về bệnh glaucoma, và cũng như là đưa ra những cái phương pháp điều trị một cách phù hợp nhất đối với từng trường hợp.
Vâng, thưa bác sĩ, câu hỏi tiếp theo là của ông Đỗ Thanh Nghị ở xã Đức Bác, huyện Sông Lô ạ. Ông có hỏi là tôi phát hiện mình mắc bệnh glaucom góc đóng bán cấp cách đây 2 tháng. Dù đã sử dụng thuốc nhưng tôi vẫn thường xuyên bị đau đầu và nhức mắt về đêm. Và mỗi lần như vậy thì mắt xuất hiện quầng sáng và mất thị lực tạm thời, nhưng sau cơn đau sẽ trở lại bình thường. Vậy bệnh này có thể chữa khỏi hoàn toàn được không? Và tình trạng của tôi có cần phẫu thuật không, thưa bác sĩ? Về quan điểm điều trị của cái bệnh glaucom ấy, thì nó có hai dạng chính là dạng glaucom góc mở nguyên phát và dạng thứ hai là glaucom góc đóng nguyên phát. Thế như của bác thì là cái glaucom góc đóng gọi là bán cấp đi, nhưng mà tức là cái cách thức phát triển bệnh cũng như là cái cơ chế sinh bệnh nó khác so với lại glaucom góc mở nguyên phát. Thế đối với trường hợp glaucom góc đóng ấy, thì xu hướng là phẫu thuật, bởi vì là dùng thuốc thì tác dụng nó không được tốt bằng cái glaucom góc mở nguyên phát. Thế thì bác được dùng thuốc, thế nhưng mà vẫn còn có những cái đợt mà nhìn đèn có quầng xanh đỏ hay là có những đợt đau nhức ấy, thì chứng tỏ là những cái đợt đấy là nhãn áp nó vẫn còn cao và dùng thuốc nó chưa kiểm soát hết được. Thế thì trong trường hợp mà glaucom góc đóng nguyên phát ấy, thì người ta hoặc là phòng ngừa hoặc là làm giảm bớt cái nhãn áp một phần nào bằng cái điều trị bằng laser. Người ta dùng laser và người ta hoặc là mở mống mắt để tạo ra một cái lỗ thoát thủy dịch mới, hoặc là người ta tạo hình vùng bè để giúp cho cái chuyện hạ nhãn áp được tốt hơn, mở rộng ra thêm cái góc ra để cho thủy dịch nó lưu thông được tốt hơn. Thế và cái phương pháp phẫu thuật nữa là gọi là phương pháp phẫu thuật để tạo lỗ dò để cho dẫn bớt cái dịch ở trong mắt ra để làm hạ nhãn áp. Thế của bác thì sẽ cần phải khám thêm ở bệnh viện để mà quyết định rằng là làm phương pháp gì để cho nó phù hợp với lại tình trạng bệnh của mắt. Và đối với lại glaucom góc đóng nguyên phát, nếu mà sau phẫu thuật mà nhãn áp nó điều chỉnh ấy, thì nó sẽ yên ổn được trong một thời gian. Tất nhiên là không phải là nó sẽ hoàn toàn khỏi bệnh, thế nhưng mà nó vẫn cần phải được theo dõi. Thế nhưng mà thường là phẫu thuật hoặc là laser mống mắt ấy, thì nó sẽ có tác dụng trong một thời gian cũng tương đối dài, và khi đấy thì bác có thể là không cần phải dùng thuốc nữa. Tuy nhiên thì về lâu về dài thì vẫn cần phải theo dõi, bởi vì là cái bệnh glaucom ấy thì có thể là lúc này nó điều chỉnh nhưng mà về sau thì nó lại không điều chỉnh nữa, thì những cái đấy thì mình cần theo dõi 3 hoặc 6 tháng hoặc là 1 năm một lần tùy theo cái tình trạng của bệnh để mà mình có thể điều trị kịp thời để giữ được cái thị giác, bởi vì là cái tổn thương mà gây mất thị giác trong bệnh glaucom này là cái tổn thương nó không phục hồi được. Nó không giống như đục thể tinh, mổ xong cái thì nó hồi phục, nhưng mà bệnh glaucom này không phải. Nó mất bao nhiêu là nó mất luôn bấy nhiêu, cho nên là trong điều trị glaucom thì người ta chỉ gọi là giữ lại phần thị giác còn lại, chứ người ta không bảo là hồi phục về cái tình trạng ban đầu. Còn một câu hỏi nữa của khán giả gửi đến cho chương trình đó là chị Nguyễn Thị Quỳnh Phương ở phường Ngô Quyền, thành phố Vĩnh Yên. Và chị Phương có hỏi bác sĩ là xin bác sĩ cho biết sau khi điều trị bệnh tăng nhãn áp thì mắt tôi có khỏi bệnh và không đau không? Tôi có thể ngừng dùng thuốc sau khi phẫu thuật không, thưa bác sĩ? Câu hỏi này thì trong phần vừa rồi thì cũng đã trả lời một phần. Thế về nguyên tắc ấy, thì khi mà chúng ta điều trị bằng bệnh glaucom bằng phẫu thuật ấy, thì chúng ta tạo ra một cái lỗ dò để dẫn cái dịch ở trong mắt ra và giúp cho cái nhãn áp nó trở về một cái giá trị thường là thấp hoặc là tương đối thấp. Thế nhưng mà và với cái tình trạng như vậy thì thường là không cần phải dùng thuốc, cũng như là không cần người bệnh sẽ không bị đau nhức và không có cái chuyện nhìn đèn có quầng xanh đỏ, thậm chí thị lực cũng hồi phục được rất là đáng kể. Thế nhưng mà về lâu về dài, chẳng hạn như là trong vòng 3-5 năm thì nó tốt, nhưng mà chẳng hạn 10 năm hay 20 năm thì cái tác dụng mà hạ nhãn áp của cái đường dò nó sẽ giảm bớt đi. Vì thế cho nên là kể cả những bệnh nhân mà được phẫu thuật rồi, nhãn áp mà điều chỉnh rồi thì cũng nên được theo dõi, có thể là một vài năm một lần để mà phát hiện trong những trường hợp mà nó có tăng nhãn áp trở lại và
khi đấy cần phải dùng thêm thuốc để mà điều chỉnh nhãn áp. Vâng, xin cảm ơn bác sĩ Vũ Quốc Lương và bác sĩ Lê Tú Anh đã dành thời gian tham gia chương trình ngày hôm nay của chúng tôi ạ. Vâng, thưa quý vị và các bạn, nếu có bất kỳ câu hỏi nào khác về hai loại bệnh lý, bệnh đục thủy tinh thể và tăng nhãn áp, thì quý vị và các bạn hãy liên hệ ngay với Bệnh viện Mắt Hà Nội Vĩnh Phúc để được tư vấn sớm nhất. Và chương trình Vì Đôi Mắt Sáng của Đài Phát Thanh Truyền hình Vĩnh Phúc xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình lần sau.